Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn bản Romance. Chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay để cùng cổ vũ cho Phạm Lê Thảo Nguyên. Vâng ạ, vâng, quý vị hãy cùng cảm ơn phần biểu diễn của cô gái bé nhỏ của chúng ta.